xin chào tất cả mọi người nha, lại là tôi Tuyết Anh này. Thì hôm nay mọi người ơi, tôi cầm cái máy này thì mọi người cũng biết là sắp sửa có cái gì rồi đúng không? Là một màn trôn ấy. Thì một xíu nữa tôi sẽ đi gọi đầu cắt tóc làm móng, thì lâu lắm mà cái khóe da của tôi bây giờ nó ra mọi người, nó cộm cũng mấy tháng trời, bây giờ tôi mới làm lại á. Thì hồi đi làm xong á thì về tôi sẽ kiểu như là mình sẽ vô một cái tình huống vậy, như là tôi sẽ ở nhà kiểu như lúc ở trong Thánh nó đi công việc, mọi người tôi ở nhà tôi ăn chơi cái dạng như bài bạc số đề số ô rồi chơi này chơi kia vậy đó mọi người, kiểu như là thứ nợ thứ nần vậy đó mọi người, để về coi phản ứng con Khánh như thế nào nha. Nó có kiểu như là đuổi mình ra khỏi nhà không mọi người? Thì ok, mọi người muốn biết cái màn trôn của mình nó như thế nào ấy, mọi người nhớ xem hết video nha. Và các bạn nào thấy video của mình hay ấy, thì nhớ để lại cho mình một like nè, một lượt đăng ký kênh. Và các bạn muốn mình làm những clip cho nào ấy, các bạn nhớ comment bên dưới để cho mình biết nha. Và ok, trôn thôi. Bây giờ này bị lính nè. Cái gì? Vậy đi chơi vậy, cái giật một giật hai. Vậy hả? Bị lính hả? Ủa mất mới gì chốt? Đi ra nội làm gì mới thì là nội về giờ đi nữa. Đi ra máy mất mới. Ủa thì nội lên bao lạnh ở nhà đi. Bà làm đi quá rẻ lắm. Nghe không? Cái gì? Đi. Nghe thì nói gì nghe đi. Tự động đó nghe đi, tự động bà cảnh quá về này cũng giờ hỏi đi đến nè. Cái gì sợ gì bị cướp vậy? Cái này cướp nữa. Cái gì? Cái gì? Cắt cụ đi. Bị lính là gì vậy? Cái gì? Éo gì vậy? Thì nói đi, tự động em gì em làm gì em, anh nói là em mới tự động đi chơi về cái rồi gầm nó chơi ngày con chưa ngủ bên mẹ và anh dọn về. Lớn lắm chị, em không có anh la em đâu, lớn lắm em sợ. Em đi điên hả? Anh thương em không hết, không mới vậy anh la em. Rồi có gì nói đi, hứa không la? Hứa đi. Hứa không la? Thiệt không? Thiệt. Thì gọi hết đồ tiền không? Thì bữa hổm là lúc trước hai mình ấy ra đứa mỗi đứa có một khoản tiền nhìn nhộm riêng đó, còn tiền xài chung là riêng, còn mỗi đứa mày giờ anh tiền anh còn không? Cái vấn đề đây anh là còn anh đưa cho em cái khoản tiền của ơi, em làm cái chuyện ghê lắm. Em làm gì mất mới gì em cần tiền? Em làm gì mà tới mấy chục? Không phải là mấy chục mà là mấy trăm. Em làm cái gì mà tới mấy trăm? Vụ gì vậy trời? Chắc tao sáng rồi quá, tao hứa tao không có chữ mà tao đâu có hứa tao vẫn bây giờ tao sáng rồi bây giờ. Thấy chưa? Mày hứa mày quên tao luôn. Mày hứa không quên tao luôn, tao mới nói cho mày nghe. Đó là giờ tao quên mày đâu, tao không chữ đâu mà mày lại thì chút tao quên tao chữ luôn. Trời ơi, mày đi vô mày xếp đồ đi rồi đi lẹ đi. Tao mất nói gì tao nói nha, yên lặng đi đâu mày cũng đi xếp đồ. Không có yên lặng đâu, không có yên lặng. Tao thấy mày cũng là người không yên lặng thiệt á. Không có yên lặng đâu. Tự động giờ đi chơi về xong gỡ cái bệnh xong đi làm món nhiều ở trong về xong bây giờ dặn một giờ hai đóng cửa nhà thì đi gùm gùm mà nội chơi bị ma bắt được chứ. Cái gì cũng ghê hơn nữa. Ghê hơn gì không kêu cãi chút sáng rồi bây giờ mày nói về chuyện mày dặn không em? Mày biết cái đầu đi Hà Nội không? Biết. Nhà mấy đứa ngủ làm chơi. Mấy đứa ngủ làm chơi.
Dạ có về, ý mày là sao? Cũng thì chơi với mày cũng xuống, cái tao với mày nó nói là nó kêu là muộn đi. Cái tao cũng không biết nữa, lại nó nói là quen mà nó muộn bây giờ nó ăn bán cổ tự nhiên tao muộn nó ăn mình chục giờ lên tao ăn cho bạn này. Tưởng chuyện gì có 200-300 mà làm cái ghê vậy? 200-300 triệu mày nghĩ 200-300 triệu tao khó mà 200-300 triệu mày ơi, sao thấy mày giỡn có vui vậy? Mày thấy con đi mày giỡn như tao không, như chơi cũng mới vui vẻ thì bây giờ làm gì rồi mày thấy sao còn mày cũng vậy, có 200-300 triệu trời. Ra đi, tao đi ra ngoài nội tao làm công chuyện qua nhà mày trên bảo số là sao? Bỏ tại mày đi bỏ tao, tao sao tao buồn. Ê mày buồn mày bảo số mày 200-300 triệu tao biết làm được nhiều cái đúng không? Ai biết, tao cũng tội chỉ định. Rồi bây giờ mua cho tao 200-300 triệu. Mày có thì đưa tao mượn đi. Thôi mày mượn mày ăn. Mày nói chuyện như đùa gì vậy? Mày mượn mày ăn cũng được, mày mượn mày quen, mày đi dây đi, mày đi cầm. Mày nghĩ sao cái bản mặt tao gì đi mượn tiền đó rồi tao cho mày trả nợ tiền số mày hả? Mượn tiền làm ăn thì kia nợ anh chị còn cho mượn mày nghĩ sao làm 200-300 triệu mày mượn thì trả tiền số mày cho. Ủa mày mới nói mày không ra tao mà sao bây giờ mày chửi trên đầu tao không vô? Tao quánh mày luôn bây giờ chứ không ra mày. Sao mày chửi tao hoài vậy? Chứ mày... À, mày trời ơi, giấy ngộ cho kiếp tao quýnh tao bị quýnh chết trước rồi nè. Á! À! Tao tông cửa sáng sáng là vô tao quýnh tao luôn bây giờ đấy. Mày đâu có thấy cười đi đẹp đi, nó chạy ngay mất kia nó hay đâu. Mày ơi! Mày ơi! Mất hiểu à. Trời ơi. Sao cưa mày cho 200-300 triệu mất hiểu. Mất hiểu cho quần luôn á. Mày nghĩ sao bây giờ tiền đâu nè? Tao không quen mày dây mày kiếm cho tao. Mày ai biểu mày nhà nằm mày không về sớm với tao. Mày chơi nhà tao buồn. Rồi ba mẹ rồi mẹ có hay gì không? Mày nghĩ mày điên nữa tao không hay. Tụi tao không tự nói đâu, tự nằm tao làm. Tao ngó ngó tụi trả lại. Trời ơi, trời, có con có cái rồi. Bây giờ mắc ai 300 triệu. Nhưng mà tự nhiên hồi nãy tụi tao đi cái tao. Mày đừng có như vậy mà. Ý tao tao tổng giờ mất ai 300 triệu rồi kêu tao đi trả. Trời ơi, tài có thể kiếm được mà đỡ mất tao. Mày kiếm ở đâu? Kiếm mỗi mày, trả 300 triệu, đỡ 30 ngàn nữa. Tao kiếm không được. Được mà, mày ơi, mày giúp tôi đi, sợ đâu. Sao vậy, mày không ngồi gì hết chứ. Nói gì, nghĩ sao, 200-300 triệu rồi nợ đâu ra. Tao trong tài khoản của mày á, cho tao mượn đi. Đâu phải tao làm gì có 200-300 triệu. Có nhiều. Rồi bỏ tiền đâu, tao muốn chơi hết rồi. Chơi gì? Tôi chơi gì thì tao hỏi gì? Chơi cái gì? Tao đầu tư. Đầu tư cái gì? Đầu tư vô nhà cái. Nhà cái gì? Nhà cái đến từ châu Âu. Nhà cái từ châu Âu, FC88 đó hả? Trời ơi, mày không đánh bạn gai, mày mất dạy, mày không đánh bạn gai. Đồ quýt nhắm, mày không đánh bạn gai, mày có chơi đâu? Đầu tư về nhà rồi. Mày giờ về nhà gì? Nhà cái. Mày có không, mày có tin mày thiệt không? Vậy tao máu tao bà cái mẹ gì mà thiệt cái giả? Tao chẳng nhận sao còn nuôi cứ vô xe luôn nổi. Tao cũng cược vô luôn á mày, tao chơi bù lon tao tán trên đó nữa mày. Mày thấy tao giỏi không? Tao còn chơi bắt cá nữa, tao đổi hình xù tao chơi. Bây giờ tối lại một đề, mày có cho tao mượn tiền không? Không mượn thì tao đi kiếm cái xác tao mượn. Chứ chứ tao không thể để nhan sắc của tao nó phải tàn phai, nó phải cái thời gian này đang có thanh xuân đẹp đẽ của tao nó không thể chôn vùi nó được, mày hiểu không? Ha? Cái gì? Đi thiệt á. Giờ sao? Tình nghĩa vợ chồng mình chỉ có 200-300 triệu mà đánh mất sao? Mày nghe 200-300 triệu, tôi nói 200-300 triệu có 20-30 ngàn đâu. Mày nói như chuyện ăn cơm bữa rồi é ra cái mộn gì đó. Cái gì nữa, mày chưa kịp ăn ở đây rồi mà. Mày bây giờ cũng như vậy thôi.
chung là lấy cho nó ngồi. Rớt là khổ đi mà dạ. Khổ quá vậy. Nó lấy cho con vợ bốn cờ bạc. Mày nói gì vậy? Bốn cờ bạc. Ôi, 30 triệu rồi, 30 triệu rồi. Làm gì giờ mày cho nó mượn đi. Không, mày không cho tao mượn thì tao đi chơi. Ủa, mày, tiền nó không có tao, không mày à. Vậy là mượn hả? Mày có hỏi thẳng không? Đem mày trả cho tao đây. Mày có hỏi thẳng không? Mày có hỏi thẳng không? Tôi đợi. Tôi đợi. Tôi đợi, tôi sẽ đi trả cho tôi nấu đi. Tôi sẽ đi ngày mai tôi đi. Cái gì cũng chỉ là cái thẻ cách thôi. Thấy đó, con bỏ rồi đó. Ở đó chúng ta tiền với tao, con lắm rồi, tao dịch rồi đó, đây đó. Bao năm mà mới lấy tao có 2-3 năm mới chia được đây mà kêu. Mày đừng có sợ kè đấy ngay. Mày không đưa tao dở hết ra ngồi quýnh mày chứ không? Dở đấy. Mày biết ngày này là đúng không? Hả? Để tao đưa cho mày ông lấy. Mập. Thì mày lấy rồi. Cố lên. Tao đưa mày ra. Dạ. Tao đưa mày có lấy không? Tạm biệt búp bê thân yêu. Tạm biệt búp bê thân yêu. Bye bye. Đem trả cho tao mẹ đi. Thì tao sẽ đem đi trả cho người ta. Làm sao mày có được chấp tao á? Baby ơi. Baby ơi.